Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Đấy, thì chào mừng anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của mình. Thì trong thời gian vừa qua ấy, có rất là nhiều anh em có điện đến cho bên Tấn. Đấy, hỏi rằng là anh ơi, thì về cái dòng máy đánh bài ấy, thì khi mà đi chơi sử dụng thì nó có hiệu quả hay không? Nó có thật hay không? Đấy, thì nhân tiện ngày hôm nay bên mình có mẫu hàng máy đánh bài mới về. Đấy, thì mình sẽ làm clip để giải thích cho anh em tất tần tật đấy các thứ liên quan đến cái máy đánh bài này đấy, để xem là khi mà anh em đi chơi ấy, sử dụng nó có hiệu quả và nó có tốt hay không anh em nhé. Đấy, thì trước hết là anh em phải biết là về cái dòng máy đánh bài này là nó có thật anh em nhé. Đấy, nhưng mà một cái là khi anh em đi chơi sử dụng cái dòng máy đánh bài này là anh em bắt buộc anh em phải đưa được bài của mình vào. Đấy, anh em nhớ chưa, bắt buộc là phải đưa được bài của mình vào thì anh em có thể sử dụng được. Bài của dòng máy đánh bài này thì nó sẽ có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn. Ví dụ như là bài 2K xanh là bài thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, hoặc là bài 2K trắng, đô la, kim cương, dòng xanh, dòng đỏ, dòng vàng. Đấy, đều có hết cho anh em nhá. Đấy, còn về dòng máy thì nó sẽ có rất là nhiều dòng máy cho anh em lựa chọn. Thì hiện nay là bên mình mới về cái dòng máy CVK680 là dòng máy gần như là tốt nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, hàng mới về cho anh em. Thì anh em có thể thấy nó được đựng trong một chiếc hộp rất là đẹp như này. Bên trong của nó thì nó sẽ có cho anh em cái thứ nhất là tai nghe, cái thứ hai là một con máy như thế này. Đấy, một cái tai nghe siêu nhỏ để anh em đeo vào tai khi đi chơi. Và đây là một con CVK680 này. Hình thức của nó thì giống như một chiếc iPhone 8 Plus anh em nhá. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Khi con máy này anh em sử dụng ấy, anh em có thể lắp SIM vào nghe gọi bình thường, nhắn tin bình thường anh em nhá. Đấy. Thì khi đi chơi sử dụng cái dòng máy này thì anh em có thể chơi được tất cả các cái trò chơi liên quan đến bài lá của ba miền Bắc Trung Nam. Đó, ví dụ như là các trò xâm lốc, ba cây, liêng của miền Bắc. Đấy, bài cào, xì tố, xì rách, binh sập sám, binh Ấn Độ của miền Nam. Đấy, là anh em đều có thể sử dụng được. Thì khi anh em đi chơi sử dụng ấy thì nhiều anh em cũng nói mình là bây giờ người ta khôn rồi, người ta thông minh rồi, thì người ta sẽ khi đi chơi ấy, người ta sẽ không cho mình để điện thoại ở ngoài, đúng không ạ? Đấy, thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Khi mà anh em mua điện thoại về mà ví dụ như ở sân nào nó khó ấy, nó không cho anh em để điện thoại ở ngoài, thì anh em có thể sử dụng cho mình các cái phụ kiện đi kèm. Đấy, thay cho chiếc điện thoại này, phụ kiện để kết nối vào điện thoại và thay cho chiếc điện thoại này, thì anh em sẽ không cần phải để chiếc điện thoại này ở ngoài. Đó, phụ kiện thì có rất nhiều loại cho anh em lựa chọn. Ví dụ như đồng hồ đây. Đấy, đồng hồ này, điện thoại, cục gạch này, đấy, điện thoại đen trắng này, ví, sạc, gạt tàn, hay là rất là nhiều bật lửa, hay là rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Đấy, đều có thể thay thế cho camera của điện thoại này anh em nhá. Đấy, còn về chất lượng và hiệu quả của chiếc điện thoại này ấy, thì sau đây thì mình sẽ test cho anh em xem luôn. Đấy, thì khi anh em đi chơi sử dụng của con máy này thì anh em cần đăng nhập vào mã của nó. Đấy, thăng 1 3 5 6 thăng. Thì khi anh em đăng nhập vào thì nó sẽ có mục đăng nhập đó anh em thấy không ạ, còn có cả mật khẩu rồi, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm, kể cả khi người ta động vào máy của mình người ta cũng không thể biết được đây là con máy đánh bài anh em nhé. Anh em bấm đăng nhập này. Đấy, đây nó sẽ hiện lên rất nhiều mục, mình sẽ vào phần trò chơi cho anh em xem. Anh em thấy không ạ, ở đây nó hiện lên rất là nhiều trò chơi này đó anh em thấy không, các mã rất là nhiều trò chơi, đầy đủ các cái trò cho anh em thoải mái lựa chọn anh em nhé. Đấy, còn về độ chuẩn xác của nó như thế nào thì mình sẽ test cho anh em xem luôn. Ví dụ như mình sẽ test cho anh em trên trò ba cây đi. À, trò liêng đi, mình sẽ test cho anh em một trò liêng trước này. Đấy, trò liêng thì nó sẽ có các cái chế độ báo cho anh em. Anh em nào mà chơi bỏ lá thì là anh em sẽ sử dụng chế độ bỏ lá để được bài lớn nhất. Còn anh em nào mà không bỏ lá thì anh em có thể sử dụng chế độ mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em. Đấy, ví dụ như mình đang để ở đây là mình đang để báo nhà nào lớn nhất anh em nhé. Đấy, sau đó thì mình sẽ lấy bài ra mình test cho anh em xem luôn về tốc độ báo và độ hiệu quả của nó như thế nào. Anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng này. Đấy, anh em có thể thấy khi mình bấm bắt đầu trò chơi này thì cái phần mắt camera của nó sẽ nằm ở bên tay trái này anh em nhé. Ví dụ anh em ngửa điện thoại lên bên tay trái, mắt camera ở đây.
Đó, nó sẽ có 6 cái mắt camera đấy để quét cho anh em. Khoảng rộng của nó sẽ là trong bao quát trong cái điện thoại này. Đấy, cách xa là khoảng tầm 40 phân. Rất là ok cho anh em khi sử dụng luôn này. Ví dụ anh em cần đặt bài này. Đấy. Đây. Đây, mắt camera nó sẽ nằm ở bên này anh em nhé. À, đặt cho anh em xem này. Anh em nghe thấy không ạ? Đặt xuống là máy báo rất là nhanh này. Đấy, khi đi chơi anh em có thể tắt tối màn hình đi nhá. Này, anh em ấm tối màn hình đi, anh em đặt vào. Anh em nghe thấy không ạ? Máy báo cho anh em là 4, tức là sao? Tức là nhà số 4 này sẽ là nhà lớn nhất này. Mình sẽ chia luôn cho anh em cùng xem. Chắc chắn là nhà này sẽ là nhà lớn nhất. Chuẩn 100% cho anh em nhé. Đó, anh em thấy không ạ? Bài số 4 này liêng 567 luôn này. Rất là ok. Độ chuẩn xác của con máy này thì anh em không phải bàn rồi. Tất cả các cái trò chơi nó đều chuẩn như vậy anh em nhé. Chứ không chỉ riêng gì trò liêng này. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đấy. Mình sẽ để sáng màn hình để cho anh em dễ hình dung. Ví dụ như khi anh em đặt ở bên này. Đấy. Anh em đặt này. Ví dụ nó vẫn báo này. Đó. Máy báo 2 thì nhà số 2 sẽ nhà lớn nhất. Thì khi máy nó đã báo như vậy ấy, thì dù bài anh em được có 10 điểm hay là bài anh em 20 điểm, anh em cũng bỏ cho mình nhá. Đấy. Bài số 2, bài này lớn nhất này. Đó, anh em đúng không ạ? 8 điểm lớn nhất trong đây luôn. Rất là ok. Hoặc là anh em có thể sử dụng cho mình chế độ mà bỏ lá để bài mình lớn nhất cũng được. Đấy. Đây, mình sẽ test cho anh em xem về cái chế độ bỏ lá để bài mình lớn nhất này. Đây. Thì tất cả những cái mã mà các chế độ báo này khi anh em mua máy thì bên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể luôn nhá. Đấy, đây, test cho anh em chế độ bỏ lá này để bài mình lớn nhất này. Đặt vào cho anh em xem. Đấy. 4 tức là sao? Tức là anh em chuyển bỏ đi cho mình 4 lá này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đó, anh em thấy không ạ? 4 lá này. Đấy, khi mà bỏ ra 4 lá rồi thì anh em chỉ cần việc chia là 100% bài mình sẽ là bài lớn nhất. 100% bài mình sẽ là bài lớn nhất anh em nhé. Đó. Anh em thấy không ạ? Bài mình liêng luôn, 2 3 4 luôn. Đó, anh em thấy không? Rất là ok. Tiếp tục test tiếp cho anh em thêm một ván nữa, sau đó thì mình sẽ test cho anh em sang cái trò 3 cây đi. À. Đặt cho anh em xem này. Đấy, đặt phát báo luôn, bỏ đi hai lá này, 1 2. Đấy, chia. Cực kỳ là ok luôn. Đó, anh em thấy không? Bài mình 9 điểm lớn nhất. Đấy, thì nhiều anh em thắc mắc là ví dụ như là khi mà đi chơi ấy, ví dụ như là người khác bỏ lá thì sao? Thì mình sẽ cho anh em cùng xem nhá, kể cả người khác bỏ lá luôn. Mình sẽ ví dụ như là người khác chia mà mình bỏ lá để lấy bài mình lớn nhất đúng không ạ? Ví dụ nhà số 3 này, nhà số 3 này là nhà chia đi. Ví dụ khi mình đặt này. Đấy, ví dụ máy báo 9 nó nhiều quá thì mình cháo như này. 4. Ví dụ nhà số 3 này mà nó báo là 4 thì mình chuyển bỏ đi một lá này. Đúng không ạ? Bỏ đi một lá sau đó mình chia này thì bài mình sẽ là bài lớn nhất. Đó, anh em thấy không? Rất là ok. Rồi, tiếp tục mình sẽ test cho anh em ở cái trò 3 cây anh em nhé. Đấy, mình sẽ test cho anh em ở trò 3 cây này. Thì trò 3 cây này ấy, khi anh em đi chơi, anh em tùy chỉnh số người thoải mái. Đấy, thì chỉ cần anh em bốc bài, chắc chắn là bài anh em sẽ là bài lớn nhất. Đây, mình test cho anh em cùng xem này. À, mình cần đặt bài xuống. 8. Ví dụ nhiều quá thì mình bỏ vợi đi, mình đặt rồi. 4. Mình chỉ 1 này, 2 này, 3, 4. Lá thứ 4 này khi anh em đi chơi 3 cây anh em phải vật lên đúng không ạ? Còn 2 đúng không? Anh em chia bắt đầu từ đây này. À. Đó, thì bài anh em sẽ là bài lớn nhất này. Đấy, cho anh em cùng xem luôn. Đó anh em thấy không ạ? Bài anh em 9 điểm, lớn nhất đúng không ạ? Đấy. Tất cả các cái trò chơi ba miền Bắc Trung Nam anh em đều có thể sử dụng được anh em nhé. Đấy, đảm bảo uy tín chất lượng cho anh em luôn. Này, đặt này. 1, ngửa cây đầu tiên lên. 9, nhất 9 đúng không? Chia này.
này. Đấy, 8. Anh em không? 8 to, rất là ok nhá. Đấy, thì bên Tấn ấy thì có nhận ship hàng cho anh em nhá. Những anh em nào mà ở xa ấy thì anh em chỉ việc là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình. Đấy, thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em đến tận nơi. Anh em được nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng anh em nhé. Lưu ý tất cả hàng hóa của bên Tấn khi gửi đến cho anh em là anh em đều được kiểm tra hàng, sau đó ok nhận hàng thanh toán tiền, không thì giả về, hoàn toàn là thoải mái cho anh em. Đấy, còn những anh em nào mà muốn đến trực tiếp cơ sở bên mình ấy thì anh em có thể đến trực tiếp một trong hai cơ sở của bên Tấn. Cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Đấy, là anh em đến nơi, alo số điện thoại hotline trên là sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Đấy, anh em đến nhá. Đấy, anh em có thể đi 2, 3 người, 4, 5 người hoàn toàn là ok. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, anh em muốn kiểm tra test sản phẩm nào, anh em có thể test thoải mái. Ok thì anh em lấy, không ok thì anh em về, hoàn toàn không mất bất kỳ một cái phí nào cả. Đấy, và nhiều anh em còn nói là ví dụ như là khi mà sử dụng ở chỗ mình thì sử dụng được, về nhà không sử dụng được nhá. Bên mình hoàn toàn có thể cho anh em cầm ra ngoài test thoải mái. Đấy, anh em chỉ cần đi 2 người. Anh em đi 2 người, một người ở lại, một người cầm ra ngoài test thoải mái luôn. Đấy, rất là ok, thoải mái cho anh em đúng không ạ? Đấy, về cái mức giá của con máy này thì rất là hợp lý. Còn nhiều anh em nào ấy mà điều kiện kinh tế chưa có. Đấy, anh em đang muốn trải nghiệm cái dòng máy này mà điều kiện kinh tế chưa có thì bên mình hiện tại đang có rất là nhiều các cái con máy cũ mà của các cái khách người ta chơi, người ta gửi lại bên mình, thanh lý lại cho bên mình. Đấy, thì bên mình sẽ để lại cho anh em một cái giá rất là rẻ, rất là hợp lý cho anh em trải nghiệm anh em nhé. Đấy, thì anh em chỉ việc kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình là sẽ được tư vấn cụ thể luôn. Thì cuối video thì cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.